Ngọc Châu vừa lên đồ cực bán đổ bộ Miss Universe, ông lớn đã bế vào top 11 thí sinh mạnh nhất. Ngày 3 tháng 1 năm 2023, hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàng Vũ của Ngọc Châu đã chính thức bắt đầu. 10 ngày tới sẽ là những kỷ niệm đẹp mà cô gái sinh năm 1994 không bao giờ quên. Sau khoảng thời gian training, Ngọc Châu đã hoàn toàn tự tin hơn rất nhiều để có thể tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc. Từ nơi xa xôi cô bộc bạch, vậy là hành trình chinh chiến tại Miss Universe của Ngọc Châu đã chính thức bắt đầu rồi mọi người ơi. Trong hành trình này, Ngọc Châu biết mình không cô đơn vì đang có rất nhiều người Việt Nam ủng hộ và theo dõi Ngọc Châu. Ngọc Châu sẽ nỗ lực và quyết tâm thi đấu thật tốt vì hai tiếng Việt Nam thần thường. Mới đây, ngày chào sân đầu tiên, Ngọc Châu đã phủ kín một cây hồng cực kỳ thời thượng. Bộ trang phục mà cô lựa chọn được lấy cảm hứng từ chiếc áo yếm gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam ngày xưa. Thiết kế này vừa mang lại một chút cổ điển nhưng lại thanh thoát nhẹ nhàng tựa như một đóa sen hồng. Có lẽ Ngọc Châu đang đi đúng hướng về visual mà Miss Universe đang tìm kiếm, không quá phô trương, không màu mè nhưng lại tôn dáng và đặc biệt là toát ra phong cách Hoàng Vũ không thể trộn lẫn. Để nâng tầm sách đồ, người đẹp sinh năm 1994 khoác hở chiếc áo măng tô tông xuyệt tông với đôi giày mũi nhọn. Bước vào cuộc chiến với tâm thế sẵn sàng nhưng Ngọc Châu vẫn cần lắm những cánh tay fan hãy đồng lòng hướng về xứ sở cờ hoa để bình chọn cho cô cán đích an toàn tại top 20 trước khi nói đến việc chạm tay tới chiếc vương miện danh giá. Sau nhiều chuỗi ngày tháng bị bỏ lơ, cuối cùng chuyên trang sắc đẹp Global Beauty đã réo gọi Ngọc Châu vào trong danh sách top 11 thí sinh mạnh nhất của Miss Universe 2022. Mặc dù tất cả sự dự đoán chỉ mang tính chất ước lệ, nhưng đây là một động lực rất lớn cho Ngọc Châu để cô có thêm sức mạnh trong cuộc chiến sắp tới. Những bảng xếp hạng trước đó, đại diện Việt Nam đã tụt hạng khiến nhiều fan Việt tỏ ra buồn bã. Top 5 thí sinh được dự đoán bước vào phần thi nhai Miss bao gồm các đại diện Venezuela, Colombia, Nam Phi, Philippines, Puerto Rico, Peru. Theo đánh giá này, rất có thể năm nay vương miện sẽ gọi tên một quốc gia đến từ châu Mỹ. Ngọc Châu của Việt Nam an toàn ở thứ hạng 11, có lẽ đây chính là phần thưởng ban đầu về hiệu ứng truyền thông đối với cô gái sinh năm 1994 sau bao nhiêu ngày trau dồi và rèn luyện bản thân. Với màn ra sân lần này, tâm thế của Ngọc Châu cũng như kỳ vọng của fan Việt không phải là top 20 hay top 10 mà sẽ là một kỳ tích khác hiển hách hơn do chính cô gái đến từ Tây Ninh xác lập. Khi sắc Việt đang dần trở nên có trọng lượng hơn tại chiến tuyến Miss Universe, điều này lại càng rất khả thi. Vừa qua, teaser tập 8 cho ra mắt đã thể hiện mạnh mẽ ý chí và tinh thần bản lĩnh của đại diện Việt Nam, sẵn sàng mơ lớn để hiện thực giấc mơ Hoàng Vũ. Trải qua quá trình dài đào tạo và huấn luyện, Ngọc Châu chính thức đặt chân đến đất Mỹ xinh đẹp để chuẩn bị tham gia Miss Universe 2022. Trước khi nhập cuộc chính thức vào ngày 3 tháng 1, đương kim Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam có gần một tuần ôn luyện kỹ năng interview ứng xử cùng luật sư Simmy Nguyễn và thích nghi thời tiết khí hậu New Orleans. Quyết tâm mơ lớn, Ngọc Châu khiến khán giả yên tâm và khâm phục vì luôn giữ vững mục tiêu và khát vọng lập nên kỳ tích mới cho Việt Nam trên đấu trường Miss Universe. Ngọc Châu gây xúc động mạnh với câu nói, chỉ còn vài ngày nữa thôi Châu sẽ chính thức bước vào hành trình mới, hành trình chinh phục giấc mơ lớn của cuộc đời mình mang tên là giấc mơ Hoàng Vũ. Với Châu, đây không phải là giấc mơ của riêng mình, mà là giấc mơ của cả Việt Nam, một giấc mơ lớn mà ai trong chúng ta cũng đều mong muốn thực hiện được. Và Châu sẽ cố gắng hết sức mình để hai tiếng Việt Nam được hô vang nhiều lần nhất trên sân khấu Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2021. Được biết, mùa giải năm nay sẽ kéo dài vỏn vẹn khoảng 10 ngày. Hy vọng Ngọc Châu sẽ bình tĩnh và tự tin để luôn khiến giải sắc Việt Nam nổi bật giữa đám đông.